Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, chương trình đối thoại đã thực hiện hai số để bàn về việc Việt Nam có thể hóa hổ được không và hóa hổ bằng cách nào. Và trong số trước, chúng tôi đã cùng bàn về một vấn đề cụ thể hơn được các khách mời cũng như các khán giả rất quan tâm, đó là ai và lực lượng nào có thể giúp chúng ta biến cái câu chuyện thần kỳ đó trở thành hiện thực. Và trong số đối thoại này, chúng tôi sẽ tiếp tục cùng các khách mời là các chuyên gia kinh tế, đại diện doanh nghiệp cùng bàn về chủ đề này và tìm ra những hướng đi, những cách thức để chúng ta có thể thực sự biến mong muốn của chúng ta thành hiện thực. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam. Bà Phạm Chi Lam, chuyên gia kinh tế. Ông Nguyễn Đức Tùng, Giám đốc điều hành Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân. Vâng, trước là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại ạ. Và đây là một chủ đề mà chúng tôi đã thực hiện ba số. Tuy nhiên đến nay khán giả vẫn rất quan tâm và có nhiều nội dung mà chúng ta cần bàn sâu, bàn kỹ hơn nữa sau các chương trình đối thoại vừa rồi ạ. Thì trước khi mà chúng ta bàn tiếp về câu chuyện là Việt Nam hóa hổ như thế nào, cách thức nào và lực lượng nào, thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem lại ý kiến đáng chú ý của khách mời trong số trước mà chúng tôi đã thực hiện. Gần 30 năm, từ năm 1991 cho đến năm 2018, thì chúng ta đã có 13 năm tăng trưởng trên 8%, 3 năm tăng trưởng trên 9% và 17 năm tăng trưởng trên 7%. Có nghĩa là nếu chúng ta nói thời gian là 28 năm, thì đã có 17 năm là tăng trưởng đến 7%. Sau này, từ năm 2009 trở lại đây, thì tăng trưởng tụt dần. Như vậy để nói rằng là cái câu chuyện mà chúng ta muốn đạt được 10.000 đô la, thì câu chuyện đầu tiên là phải tính đến cái tốc độ tăng trưởng. Chúng ta muốn đuổi kịp người ta, vượt người ta, thì chúng ta phải chạy nhanh hơn người ta. Chúng ta đưa ra mục tiêu Việt Nam trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Đến bây giờ thì chúng ta thấy mục tiêu đấy đã không đạt được rồi. Không đạt được rồi. Không. Ê, bây giờ nói là tốc độ tăng trưởng tôi này là cao nhất như anh Mai nói, tức là 7% năm đi. Thì cứ 10 năm thì mới tăng được gấp đôi. Tức là bây giờ là 2004 thì 10 năm nữa là lên 4.800. 10 năm nữa là lên 9.000. Không. Tức mất 20 năm nữa. Như vậy là phải mất 20 năm nữa. Mà đấy là với tốc độ 7%. Chứ còn tốc độ 6,56 như hiện nay thì vẫn còn lâu. Chúng ta thì có đến 98% doanh nghiệp vừa và nhỏ, mà vừa và nhỏ là doanh rất nghiệp nhỏ, lại doanh nghiệp siêu nhỏ của Việt Nam. Chứ nếu mang cả doanh nghiệp lớn của Việt Nam vào nữa thì nó cũng chỉ là doanh nghiệp nhỏ của thế giới mà thôi. Phải làm thế nào để điều chỉnh và thay đổi được cái tỷ lệ này, giảm nó xuống dần theo thời gian, giống như là châu ông Mại có nói về cái câu chuyện năng suất lao động hay là cái GDP tăng trưởng của 18-20 năm trở lại đây. Thì chúng ta cũng cần phải đưa định lượng hóa nó ra. Nếu chúng ta cứ nói một cái chính sách, một cái thể chế, chúng ta cứ tuyên truyền thôi, nó chỉ ở dừng lại ở cái tuyên truyền thôi, mà không có các cái bước hành động cụ thể để năm nay chúng ta giảm được khoảng 98% doanh nghiệp vừa và nhỏ, sang năm còn 97, sang năm nữa còn 96. Nghĩa là cái lực lượng doanh nghiệp lớn hoặc là vừa và lớn nó sẽ chiếm tỷ trọng dần lớn hơn. Thì lúc đó mới có thể cụ thể hóa được các chính sách. Và quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng là lớn lên. Chính xác ạ. Vâng, thưa các khách mời, trong số trước khi mà chúng tôi đặt vấn đề về việc là Việt Nam có hóa hổ được không và hóa hổ bằng cách nào, bằng lực lượng nào, thì các khách mời đều nhấn mạnh là cái mong muốn đó của chúng ta là rất đúng và rất đáng trân trọng. Tuy nhiên cái cách thức thì mỗi người lại có một góc nhìn khác nhau. Vậy thì ngày hôm nay ba khách mời với ba vai trò, ba vị trí có thể nêu cái quan điểm của mình về việc là chúng ta có thể hóa hổ được không và hóa hổ bằng cách nào. Trước là tôi xin mời ý kiến của bà Chi Lan trước ạ. Xin cảm ơn chương trình. Vấn đề Việt Nam hóa hổ được hay không và hóa hổ bằng cách nào thì tôi nghĩ là mối quan tâm không những là của các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện nay và của cả xã hội nữa. Bởi vì chúng ta cũng phải thấy một thực tế là Việt Nam đang phát triển, đang tiến bước tương đối nhanh so với mình nhưng mà lại chậm so với các nước khác trong khu vực. Và cái khoảng cách giãn ra
giữa chúng ta với những nước tiên tiến hơn chúng ta trong khu vực này thôi, như Malaysia, Thái Lan, Indonesia thì đang càng ngày càng rộng hơn. Thậm chí so với những nước mà vốn dĩ là thấp hơn chúng ta như Myanmar, Lào, Campuchia thì Việt Nam bây giờ cũng đang bị họ đuổi kịp khá nhanh và có những mặt thậm chí họ vượt Việt Nam. Tổng cục Thống kê gần đây có đưa ra một con số cho thấy là năng suất lao động Việt Nam chỉ bằng 87% năng suất lao động của Lào. Một nước Lào mà bây giờ chúng ta vẫn đang viện trợ cho họ thế này thế khác, thế mà họ vượt lên chúng ta về năng suất lao động. Mà muốn tăng trưởng, muốn phát triển về lâu về dài, cạnh tranh giữa các quốc gia với nhau thì năng suất lao động là nhân tố quyết định nhất. Vậy thì nếu như chúng ta mà để cho ngay cả Lào cũng vượt chúng ta về năng suất lao động cao như vậy thì có thể, rất có thể là Lào sẽ trở thành hổ, trong khi Việt Nam cũng vẫn còn là một giấc mộng đối với Việt Nam. Ra xôi, anh cho nghĩ vấn đề này đặt ra thì rất nên tạo thành một cái suy nghĩ nghiêm túc của tất cả những người công dân Việt Nam có trách nhiệm đối với đất nước hiện nay, cũng như những người trẻ của Việt Nam, để xem tương lai như thế nào và mình sẽ phải làm gì để đất nước đạt được điều đó. Như số trước tôi có đề cập với các khách mời là không phải tự nhiên thời điểm này chúng ta mới nhắc nhiều đến câu chuyện hóa hổ như vậy. Rõ ràng cũng phải có một căn cứ, một cái niềm tin nào để Thủ tướng nhắc tới tại rất nhiều các cái diễn đàn. Bà Lan nghĩ sao? Tôi mừng là Thủ tướng đã đặt ra câu hỏi đó, bởi vì thực sự những người lãnh đạo đất nước phải có khát vọng, có khát vọng phát triển cho đất nước. Chứ nếu lãnh đạo mà không có khát vọng thì không thể nào mà tạo được một cái khát vọng chung của đất nước mà vượt lên cả. Và đưa ra khát vọng đó cũng là muốn thúc đẩy mọi người suy nghĩ cùng nhau đồng tâm hiệp lực mà đưa đất nước phát triển lên, để làm sao có thể trong tương lai chúng ta biến cái giấc mộng của chúng ta thành hiện thực. Thế tôi nghĩ là điều đó đặt ra hoàn toàn đúng. Hai nữa là tôi nghĩ Thủ tướng có cơ sở, có lẽ Thủ tướng nhìn thấy được một cái hiện nay, thí dụ như với cách mạng công nghiệp 4.0, tác động của nó vào Việt Nam, với tất cả cái háo hức của người dân trong việc khởi nghiệp, trong việc thay đổi cái cách mình sống, cách mình làm việc trong cái thế giới nó xung quanh đang thay đổi rất mạnh mẽ, thì nó cũng tạo ra cho Thủ tướng một cái niềm tin là liệu chúng ta có thể nắm bắt thời cơ này để mà vượt lên chính mình hay không, để có thể đẩy cái sự phát triển của Việt Nam lên mạnh hơn, nhanh hơn, không những là về tốc độ mà về chất lượng nữa, để có thể có những cái sức bật mạnh và có những cái phát triển đột phá. Vâng. Những đột phá mà chúng ta trông chờ bao nhiêu năm nay, nhưng mà nói từ ngữ đột phá dùng quá lâu ở Việt Nam rồi mà nó không thực sự tạo ra được đột phá gì, thành ra nhiều khi làm cho xã hội nản lòng. Nhưng bây giờ nó có những nhân tố mới đang có thể tạo cho chúng ta một niềm tin, hoặc ít nhất là một cái sự suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc là chúng ta liệu có thể tạo ra đột phá mới trong phát triển được hay không. Vâng, về cách mạng công nghiệp 4.0 đã được nhắc tới rất nhiều trong các số đối thoại gần đây liên quan đến chủ đề này. Chắc chắn ngày hôm nay có ông Nguyễn Quân thì ông Quân có thể chia sẻ rất nhiều thông tin liên quan tới cách mạng công nghiệp 4.0 đúng không ạ? Và câu chuyện chúng ta hóa hổ, ông Quân có thể chia sẻ với khán giả và các khách mời tại trường quay ạ? Vâng, tôi nghĩ là việc hóa hổ bắt buộc là chúng ta phải theo kịp cái trào lưu của thế giới, không chỉ là về công nghệ đâu mà cả toàn nền kinh tế. Thế nhưng mà cái hóa hổ nó là khát vọng, mà chúng ta đừng đặt khát vọng vào trong một cái bối cảnh mà nó không thực tế. Chúng ta muốn thực hiện khát vọng thì chúng ta phải chuẩn bị thật tốt cho cái lộ trình đi đến khát vọng đó. Và cái lộ trình ấy tôi nghĩ là trong vòng 20 năm cũng không phải là quá dài. Thế nhưng mà phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Nếu như là chúng ta đặt mục tiêu là sau 20 năm nữa, tới năm 2035, như là cái dự án của Ngân hàng Thế giới đã cùng với Chính phủ Việt Nam xây dựng, chúng ta trở thành một cái nước có thu nhập trung bình, có thể tạm coi là hóa hổ, thì ngay từ bây giờ tất cả những vấn đề đặt ra đối với chúng ta đều phải được thực hiện một cách hết sức khẩn trương. Trước hết là thể chế, mà trong thể chế thì có hệ thống luật pháp, cũng như là có tổ chức bộ máy của một cái xã hội, của một nhà nước. Đồng thời là chúng ta phải đưa khoa học công nghệ, thực sự nó phải là động lực phát triển cho cái giai đoạn này. Bởi vì không nước đất nước nào hóa rồng hóa hổ như là các nước như là Hàn Quốc hay là Singapore mà lại không coi trọng phát triển khoa học công nghệ. Bởi vì khoa học công nghệ nó giúp cho năng suất lao động của xã hội tăng lên rất nhanh. Cái giá trị gia tăng của nền kinh tế cũng như tốc độ tăng trưởng sẽ phát triển rất nhanh. Mà không một cái, có thể nói là không một cái lĩnh vực nào khác có thể cạnh tranh được với khoa học công nghệ. Đó là điểm mấu chốt, là điểm ưu tiên mà chúng ta cần hướng tới để đạt được cái mục tiêu của chúng ta là phá hổ đúng không ạ?
trong rất nhiều những ưu tiên chúng ta phải làm rất nhiều thứ đúng không ạ? Tôi nghĩ là nếu cứ đặt mục tiêu hóa hổ để làm mục tiêu phấn đấu thì tôi cũng không phản đối. Nhưng mà nếu chúng ta quá chú trọng vào việc là chúng ta phải thành hổ thì mà chúng ta quên đi những cái yếu tố khác thì chúng ta sẽ rất dễ bị gọi là bị hụt hẫng hay là bị xa lầy vào chính cái mong muốn của chúng ta. Nhưng không có khát vọng, không có mục tiêu thì chúng ta cũng khó có thể có một cái điểm gì để vươn tới. Ông Tùng nghĩ thế nào? Thật ra thì tôi cũng khá là đồng quan điểm với hai chuyên gia. Về cơ bản thì chúng ta phải ghi nhận cái tinh thần hướng tới một cái sự thành công mới. Và đúng là mình phải đồng hành và tạo thêm động lực cho Thủ tướng cũng như là Chính phủ để có một cái động lực để phát triển một nền kinh tế vĩ mô. Thế tuy nhiên là để đạt được cái đó thì theo cảm nhận được tôi thấy là nó rất là khó khăn. Khó khăn nó gồm rất là nhiều yếu tố. Yếu tố thứ nhất là như ông Quân nói về cái công nghiệp 4.0 nó đang tràn trên khắp các cái vùng trên thế giới này, và Việt Nam đương nhiên là có cơ hội, nhưng mà để có được một cái nền tảng để mà cập nhật được với cái đó thì chúng ta còn có một cái khoảng cách rất là xa. Cộng với nó nữa là những cái rào cản về chính sách. Bản thân chính sách nó chính là những cái ràng buộc vô cùng lớn. Bởi vì sao? Bởi vì muốn trở thành con hổ thì những cái yếu tố cấu thành con hổ đấy là những cái thành phần kinh tế. Bản thân họ phải mạnh và bản thân họ phải chủ động trong cái việc chuyển dịch. Ví dụ như là chuyển dịch trong cơ cấu quản lý, ứng dụng khoa học công nghệ trong việc quản lý rồi thúc đẩy tăng trưởng bằng những cái việc là chuyển dịch từ cơ cấu truyền thống sang kinh tế số vân vân, ứng dụng tất cả những cái đó vào. Nó sẽ tạo thêm cái giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Và bản thân cái thành phần quan trọng nhất để đóng góp cho nền kinh tế là những doanh nghiệp. Thì bản thân những cái lãnh đạo doanh nghiệp đã nhìn nhận ra cái đường, cái chiến lược phát triển của mỗi doanh nghiệp hay chưa? Thì đấy cũng là một trong những cái động lực. Và quay ngược lại thì đó chính là những cái rào cản về chính sách. Những cái chính sách đó nó giống như những cái sợi dây, nó cứ trói chúng ta và chúng ta cứ luẩn quẩn ở trong đó mãi. Thế thì nếu như chúng ta không rũ bỏ được cái đó và chúng ta không bước qua được những cái rào cản đó thì thật ra chúng ta không thể trưởng thành được, chứ chưa nói là có hóa hổ được hay không. Tôi nghĩ này, có lẽ các vị cũng đã ít nhiều biết đến cái báo cáo Việt Nam 2035 mà ông Nguyễn Quân vừa đề cập tới. Báo cáo này được Chính phủ Việt Nam cùng với Ngân hàng Thế giới cùng nhau thực hiện bởi nhóm chuyên gia của hai nước, cộng lại là tới hơn 200 chuyên gia Việt Nam và quốc tế cùng nhau tham gia để xây dựng báo cáo này, dựa trên kinh nghiệm của rất nhiều nước khác nhau, nhất là những nước đã hóa hổ được trong thời gian vừa qua ở khu vực châu Á và những nước đang tiếp cận rất gần với ngưỡng đường trở thành nước công nghiệp hóa cao, tức là hóa hổ như Malaysia chẳng hạn. Thế thì dùng những nước đó để so sánh với Việt Nam, nhìn nhận lại quá trình phát triển của Việt Nam, đặc biệt là trong 30 năm đổi mới vừa qua, đánh giá hiện trạng của Việt Nam, xem những mặt mạnh, mặt yếu, những nhân tố nào có thể giúp Việt Nam vượt lên, và với cộng với bài học của các nước khác thì như vậy mới đưa ra định hướng cho để khuyến nghị với Chính phủ Việt Nam là nên thực hiện trong vòng 20 năm từ 2015 tới 2035. Thế thì khi chúng tôi làm báo cáo đó, tôi được Chính phủ gọi tham gia. Khi chúng tôi làm báo cáo đó thì cũng đã có một cái ý tưởng của từ phía Chính phủ chỉ đạo là xem liệu có kịch bản nào để Việt Nam có thể hóa rồng được trong vòng 20 năm tới, nghĩa là đạt tới ngưỡng một nước giàu trong 20 năm tới được không. Thì nói thật là sau khi tính toán đủ kiểu, các chuyên gia Ngân hàng Thế giới nói vui là chạy đủ các thứ mô hình rồi, thì gần như không có cửa để Việt Nam trở thành con rồng được vào năm 2035, tức là trong vòng 20 năm. Thế cùng thời gian đó thì vào năm 2016, OECD, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế Thế giới, đưa ra cái báo cáo về đánh giá tiếp cái khả năng phát triển của các nước và đến lúc nào thì các nước hóa rồng được, tức là các nước nào, đến lúc nào thì các nước trở thành nước giàu có được, tính theo cái tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người của quốc tế áp dụng. Thì đối với Việt Nam, người ta cho là đến năm 2058, Việt Nam mới có khả năng trở thành nước giàu. Và chúng ta là gần như là chậm vào loại nhất ở trong khu vực châu Á này. Tất nhiên những nước đông dân hơn như Ấn Độ hoặc Indonesia cũng có những khó khăn nhất định. Thành ra thời gian của họ cũng bị kéo tương đối dài bởi vì dân số của họ quá lớn. Indonesia là hơn 300 triệu, Ấn Độ thì cả tỷ người. Thành ra có một thời gian cũng là vào khoảng Indonesia vào, tôi nhớ không nhầm thì vào năm 48, còn Ấn Độ thì cũng vào khoảng năm 55 thì mới có thể trở thành nước giàu được.
Thế nên tôi nói như vậy để thấy là hóa rồng hay hóa hổ đó là một con đường dài và chông gai như thế nào, chứ không phải dễ dàng mình có khát vọng, mình mong muốn và có thể đạt được. Thế riêng đối với báo cáo Việt Nam 2035 ấy, thì cái mức cao nhất như trong báo cáo đưa ra là Việt Nam có thể trở thành một nước thu nhập trung bình ở ngưỡng cao vào năm 2035 với mức thu nhập bình quân đầu người 22.000 đô la Mỹ tính theo sức mua tương đương PPP. Nếu mà theo GDP bình quân đầu người bình thường như chúng ta vẫn hiểu, như mức của Việt Nam hiện nay là khoảng 2.600 đấy, thì vào đến năm 25 chúng ta có thể đạt được vào mức độ khoảng 8.000 đô la một đầu người, tức là ở ngưỡng thu nhập trung bình cao. Thế thôi, chứ còn từ ngưỡng thu nhập trung bình cao thì trong báo cáo đó cũng đề cập tới khả năng là Việt Nam tiếp tục cải cách mạnh hơn, tiếp tục cố gắng hơn nữa thì trong vòng độ 10-15 năm nữa, năm tới nữa thì có thể nghĩ đến chuyện là vượt qua giai đoạn thu nhập trung bình và bước vào ngưỡng giàu. Thế như vậy là lạc quan nhất thì cũng phải đến năm 45 trở ra, nghĩa là sau 100 năm Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hình thành thì chúng ta mới có thể nghĩ đến chuyện đó. Trong khi làm báo cáo thì chúng tôi cũng thảo luận với nhau, vậy thì có cái gì có thể tạo nên đột phá cho Việt Nam để vượt lên trên cái mục tiêu này hay không? Bởi vì cái mục tiêu 2035 như vậy thì cũng vẫn thấy còn thấp quá, ảm đạm quá với Việt Nam. Bởi vì năm đó nếu chúng ta đạt được mục tiêu đó mà với với cái mức độ phấn đấu cũng phải cực kỳ lớn, tăng trưởng bình quân GDP đầu người phải là 7% bình quân một năm trong vòng 20 năm, có nghĩa là tăng trưởng GDP như chúng ta đang tính 6,8% năm ngoái thì phải là cái mức bình quân 8,5-9% một năm trong 20 năm liên tục thì mới đạt được ngưỡng đó. Chứ nếu không mà đạt được ngưỡng đó rồi thì chúng ta chỉ bằng Malaysia vào năm 2013 hay Hàn Quốc vào năm 2002 thôi. Tức là chúng ta vẫn có hơn nửa thế kỷ lạc hậu hơn Hàn Quốc, mà lúc bây giờ không biết là Hàn Quốc đã đi tới đâu rồi. Thế thì đấy thì tôi nói là nó khó khăn như vậy, nhưng mà muốn đạt được như vậy cũng đã vất vả như thế. Liên quan tới vấn đề mà ông Tùng vừa đề cập thì trong số trước và một số trước nữa, chúng tôi có hai luồng quan điểm khác nhau ạ. Khi nói về việc là ai và lực lượng nào sẽ giúp chúng ta làm nên cái câu chuyện thần kỳ đó, thì trong số đầu tiên ông Trần Đình Thiên có nói rằng là kinh tế tư nhân là động lực, là quyết định cho cái sự thay đổi để chúng ta đạt được mục tiêu. Tuy nhiên số gần nhất thì ông Lê Xuân Nghĩa lại nói rằng là chúng ta cần phải thay đổi nhà nước cần phải thay đổi, tức là cái sự ưu tiên, cái cách thức chọn của mỗi khách mời là khác nhau. Vậy thì ngày hôm nay ba khách mời có những cái cách thức lựa chọn như thế nào để chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu của chúng ta? Bà Chi Lan lựa chọn như thế nào? Trong báo cáo Việt Nam 2035, khi mà chúng tôi thảo luận với nhau là có cái gì có thể đột phá để cho Việt Nam vượt lên hay không, thì mọi người đều nói là có hai nhân tố quan trọng nhất. Một là thể chế. Việt Nam phải thay đổi thể chế để mà có một cái thể chế cạnh tranh để thúc đẩy cái sự phát triển. Chứ nếu sự phát triển như của Việt Nam bây giờ nó không có sự cạnh tranh thực sự, nó không hướng về hiệu quả được. Mà không có hiệu quả thì không nguồn lực nào có thể đủ để cho tăng trưởng cao mãi được. Để tăng trưởng cao nó phải đi cùng với hiệu quả. Chứ nếu không, không thể chỉ có tốc độ mà không có hiệu quả được. Nguồn lực nó sẽ cạn kiệt, nó sẽ làm cho đất nước sụp xuống, chứ không phải là vượt lên tiếp. Cái nhân tố thứ hai cũng quan trọng không kém là công nghệ. Nhưng gắn cùng với công nghệ là con người. Con người có đủ trình độ, có đủ năng lực để mà sử dụng được các công nghệ, vươn tới được những công nghệ đó. Thì hai nhân tố đó cộng với nhau nó có thể tạo ra sức mạnh để cho Việt Nam có những cái đột phá. Và những đột phá này nói thật chúng tôi cũng chỉ đang trông chờ là để cho đạt được cái mục tiêu 2035 thôi, hiện nay thôi. Chứ còn ngay cả giàu có thì cũng khó. Còn để mà đạt được mục tiêu 2035 thì báo cáo đó cũng đã nêu rõ là có 6 chuyển đổi lớn chúng ta phải thực hiện. Một là hiện đại hóa nền kinh tế và phát triển khu vực tư nhân. Hai là phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thứ ba là đô thị hóa và tạo không gian phát triển mới. Thứ tư là phát triển trên tinh thần hòa nhập về xã hội, công bằng hòa nhập xã hội. Thứ năm là phát triển bền vững về môi trường, chống chịu được với biến đổi khí hậu. Và thứ sáu cũng là nhân tố quan trọng nhất là có thể chế hiện đại với một nhà nước pháp quyền đầy đủ, kinh tế thị trường đầy đủ và xã hội phát triển. Có vẻ là chúng ta thường nhận định vấn đề rất là toàn diện, rất là đúng rồi. Quan trọng nhất là cái thực hiện nó như thế nào, đúng không? Vâng, nhưng mà tôi hiểu là cái tinh thần và trong suốt quá trình làm báo cáo thế thì chúng tôi cũng thấm nhuần rất rõ. Sáu nhân tố này nó gắn với nhau. Cái nọ nó bổ sung và nó đỡ cho cái kia, nó tạo điều kiện để đẩy cái kia lên.
chứ không thiếu vắng được một trong sáu cái đó đâu. Ông có nói rất đúng là công nghệ về công nghiệp 4.0 thì nó là cái nền tảng của các nước mà ta đã đạt được, đã có quá trình phát triển, đã đạt được rồi. Và khi các nước họ đạt được cái trình độ của công nghiệp 3.0 ấy, nhưng cô nói để làm nền tảng đi lên 4.0 thì họ đã có cả một xã hội phát triển về các mặt, cả một nền tảng giáo dục ở trình độ cao, cả một xã hội sống với nhau một cách văn minh và phát triển một cách bền vững. Thể chế của họ phục vụ rất tốt cho sự phát triển và luôn luôn tạo được cái kênh mới hoặc là tạo ra những động lực mới cho xã hội phát triển vượt lên. Thì tôi thấy là các nhân tố đó nó đồng bộ, nó gắn kết với nhau. Thì tôi có thể trong mỗi một chuyên đề hoặc là mỗi một cuộc chúng ta nhấn mạnh vào một hai nhân tố. Nhưng mà tôi nghĩ là sáu nhân tố như là báo cáo Việt Nam 2035 đưa ra cũng vẫn là quan trọng và rất cần quan tâm. Trong suốt một năm vừa qua thì chúng tôi cũng đã thực hiện phân tích rất là kỹ về sáu cái yếu nhân tố đó. Và cũng rất là trùng với ý ông Quân đúng không? Nó liên quan thể chế và công nghệ. Ông Quân có thể bổ sung thêm ý kiến của bà Chi Lan. Có thể nói thêm một chút thế này. Báo cáo Việt Nam 2035 đặt ra mục tiêu trong vòng 20 năm thì chúng ta có một cái GDP bình quân đầu người khoảng 22.000 đô la Mỹ. Đấy cũng đúng như là bà Chi Lan có nói là chúng ta đặt một cái bài toán mà các điều kiện đầu vào, điều kiện đầu và điều kiện biên là với giả thiết của chúng ta là nó đã ổn định. Ví dụ như là tốc độ tăng trưởng GDP của chúng ta dao động trong khoảng trên dưới 7% liên tục trong 20 năm. Rồi không có những cái yếu tố tác động bất ngờ do là thiên tai, do là địch họa, do là bối cảnh thế giới. Thế rồi là những cái vấn đề khác của chúng ta đặt trong những cái tương đối thuận lợi. Nhưng mà chúng ta cũng phải lường trước rằng là cái con đường trong 20 năm tới của chúng ta còn có rất nhiều những yếu tố tác động đến làm cho chúng ta có thể không đạt được cái mục tiêu mặc dù còn rất khiêm tốn nhưng mà không phải dễ dàng chúng ta có thể đạt được. Thứ hai nữa là với cái tốc độ tăng trưởng khoảng xung quanh 7% như là năm 2017 vừa rồi thì chúng tôi cho là ngay cả với cái tốc độ ấy thì chúng ta cũng không đạt được mục tiêu của Việt Nam 2035. Bởi vì một cách tôi không phải là nhà kinh tế nhưng mà đứng ở góc độ của toán học thuần túy mà nói thì nếu như tốc độ tăng trưởng trên dưới 7% thì mất 10 năm chúng ta mới tăng được gấp đôi cái GDP quốc gia. Và như vậy 20 năm chúng ta mới chỉ tăng được nhiều nhất là khoảng 4 lần GDP quốc gia so với hiện nay. Và như vậy thì cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra quả thực nó là một mục tiêu rất là cao. Còn nếu chúng ta có thể làm được tốt hơn để GDP hàng năm của chúng ta tăng trưởng cao hơn cái mức 7%, thậm chí là có thể tới 10%, thì tôi hy vọng là chúng ta sẽ đạt được cái tiêu chí này. Có thể nói rộng ra Trung Quốc, từ khi cải cách mở cửa họ có khoảng 40 năm liên tục, xin lỗi là khoảng 30 năm liên tục, là GDP của họ tăng trưởng trên 10%. Và chỉ có 10 năm gần đây thì họ có tăng trưởng chậm lại nhưng mà vẫn cao hơn chúng ta. Có như thế thì họ mới có thể đạt được cái tốc độ tăng trưởng nền kinh tế mà chúng ta cũng phải thấy là rất là ngoạn mục. Hay là Hàn Quốc, trong vòng 50 năm họ đã tăng trưởng GDP tới 300 lần. Một con số mà chúng tôi thấy rằng là những nhà kinh tế đều phải ngỡ ngàng. Bởi vì có những giai đoạn họ chỉ có 3 năm GDP họ tăng gấp đôi rồi. Và có 2 lần trong cái giai đoạn 50 năm ấy, chỉ trong vòng 5 năm thì GDP của họ đã tăng gấp đôi. Còn trung bình cũng chỉ 7 đến 8 năm. Chỉ nhờ như thế thì chúng ta mới thấy rằng trong vòng có 50 năm, nếu theo lý thuyết thông thường với tốc độ tăng trưởng như chúng ta 7%, thì họ chỉ có thể tăng trưởng GDP được khoảng trên 30 lần, 32 lần. Nhưng mà họ đã làm tới 300 lần. Điều đó nói lên cái sự thần kỳ của cái nền kinh tế Hàn Quốc. Còn chúng ta muốn làm được cái thần kỳ đó chắc chắn chúng ta phải học hỏi kinh nghiệm của các nước ở cùng cái hoàn cảnh, có cái bối cảnh tương đồng với chúng ta. Chứ còn nếu chúng ta cứ lấy cái tiêu chí ấy mà không tính đến những cái sự tương đồng cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội mà chúng ta cứ đặt mục tiêu để phấn đấu thì nó cũng rất dễ là chúng ta sẽ lại như trước đây chúng ta từng nói tới 2020 chúng ta về cơ bản trở thành nước công nghiệp nước hiện đại đúng không? Hoặc là tới 2010 thì giáo viên và các nhà khoa học sẽ sống được bằng lương. Chúng ta rất chú ý ý chí trong khi chúng ta không chuẩn bị một cách thật là đầy đủ và toàn diện cho cái việc chúng ta hóa hổ. Và việc chuẩn bị đầy đủ và toàn diện đó chính là dựa trên cái nền tảng của thay đổi thể chế và công nghệ đấy đúng không ạ? Vâng, chắc chắn là hai cái giải pháp mà tôi cho là nó là quyết định. Không thay đổi thể chế thì dù kinh tế tư nhân hay là kinh tế nhà nước
có là động lực hay là cái gì đó thì cũng không không làm được cái vai trò của mình. Và trong thể chế thì ngoài hệ thống luật pháp, nó là bộ máy quản lý từ trung đến địa phương. Thế thì luật pháp chúng ta cũng trong những năm vừa rồi thì cũng đã cố gắng xây dựng một hệ thống luật pháp tương đối hoàn thiện, cũng có thể nói là cũng đã bắt đầu hướng đến kinh tế thị trường, rồi cũng tiệm cận với những cái thông lệ quốc tế. Thế nhưng mà rất nhiều cái những cái luật pháp chúng ta được xây dựng thì vẫn mang tính là bảo thủ, không chịu thay đổi cho nó phù hợp với cái bối cảnh chúng ta hội nhập quốc tế. Có những cái bộ luật của chúng ta còn chưa kịp áp dụng, chưa kịp có hiệu lực thì đã phải sửa đổi rồi. Thế rồi cái bộ máy tổ chức nhà nước của chúng ta thì hiện nay cũng rất chỉ trệ. Ngoài cái việc tham nhũng rất là nặng nề thì cái độ trì trệ, rồi cái hành chính, cái dư tàn dư của chế độ hành chính quan liêu của chúng ta còn rất nặng. Nó không phải là thị trường, chúng ta phải theo cơ chế thị trường một cách đầy đủ, và chúng ta phải có một cái nền hành chính công rất là hiện đại, phục vụ cho người dân, thì nó mới làm thay đổi được cái vận hành của một cái bộ máy, và nó đẩy nhanh cái tiến độ, cái tốc độ phát triển của xã hội. Còn tôi nghĩ là cuối cùng thì khoa công nghệ nó vẫn là yếu tố mang tính là quyết định, mặc dù là nó có thể nó phải đi sâu thể chế một chút, nhưng mà nó vẫn phải là một cái yếu tố mang tính quyết định. Và trong khoa công nghệ thì không chỉ là công nghệ, nó còn là khoa quản lý, nó còn là nguồn nhân lực chất lượng cao, còn là cái nền tài chính dành cho khoa công nghệ được sử dụng hiệu quả như thế nào. Để tất cả những yếu tố đó nó giúp cho khoa công nghệ mới có thể đẩy mạnh cái năng suất lao động cho nền kinh tế, cũng như là đưa những cái công nghệ mới, công nghệ cao của thế giới vào Việt Nam và được ứng dụng thành công. Vâng ạ. Song song cùng với tất cả những cái điều kiện mà hai chuyên gia đưa ra, thì tôi nghĩ rằng là cái thể chế nào cũng quan trọng, nhưng mà cái tính phù hợp để mà nó tạo thành cái hành lang để nó thúc đẩy cho nền kinh tế vĩ mô phát triển, thì mình không cần phải phân biệt là kinh tế tư nhân hay kinh tế nhà nước, mà đúng như ông Quân nói là cái năng lực của cái thể chế đấy nó có thúc đẩy thực sự không, nó có tạo ra được cái động lực để mà cho các bên phát triển hay không. Song song cùng với đấy thì nó có thêm một cái yếu tố vô cùng quan trọng nữa, đó là yếu tố về nguồn nhân lực. Bản thân nguồn nhân lực nó sẽ đóng góp rất là lớn, cho dù anh ví dụ như là nói thôi chứ 20 năm trước đây thì khoa học công nghệ của Hàn Quốc nó cũng chưa có gì là ghê gớm, nhưng mà ở đó nó có những cái nhân lực chất lượng cao rất là tốt. Họ được đào tạo, họ được thúc đẩy và họ được chuyên sâu, họ tạo được động lực để mà phát triển. Thì song song cùng với đấy nữa thì chúng ta có được những cái chiến lược về kinh tế, về cái nguồn dòng vốn dài hạn. Đó là Việt Nam hiện nay thì hầu hết những cái dòng tiền và hầu hết những cái nguồn đầu tư thì chỉ dừng lại ở ngắn hạn và trung hạn. Còn cái dòng vốn dài hạn để mà thúc đẩy kinh tế và nó thành một cái trục xuyên suốt để bám vào đó để chúng ta phát triển, thì hầu như là chúng ta còn đang rất là hụt hẫng. Thì cho nên là trở thành con hổ hay trở thành một con gì đó, nó cũng là một cái tham vọng mà tôi nghĩ là nó đang vượt qua những cái gì mà Việt Nam có thể đạt được. Bởi vì chúng ta xét trên rất là nhiều yếu tố, từ con người cho đến công nghệ, cho đến thể chế chính sách và cho đến cái hiện tượng xã hội hiện nay. Đấy. Và chúng ta có nhưng thể bắt đầu bằng tư duy. Tại sao chúng ta không bàn về việc là chúng ta sẽ làm được và chúng ta làm bằng cách nào ạ? Hơn là việc là chúng ta rất là khó, chúng ta không thể nào mà lạc quan hão hay như thế nào được. Chúng ta hãy bàn cách thức để chúng ta có thể làm được thì ạ. Thật ra thì như là hai chuyên gia vừa phân tích rất là kỹ, và chúng ta thấy cái cơ hội nó có hay không là chúng ta tự nhận thức được. Nhưng mà tuy nhiên là bắt đầu chúng ta thay đổi từ tư duy của mỗi của con người, từ người đứng đầu nhà nước cho đến những người dân bình thường, là có muốn vượt qua cái nghèo khó, có muốn trở thành người giàu có hay không. Thì đấy là bắt đầu từ tư duy. Song song cùng với tư duy thì mỗi một người đều phải có cái chiến lược riêng cho mình. Và cái chiến lược đó nó phải nằm trên một cái nền tảng về chính sách. Cái chính sách đó có thúc đẩy người ta thực sự hay không? Hay là nó vẫn còn tham nhũng một cách rất là phổ biến từ cấp thôn cho đến cấp xã phường cho đến cấp nọ cấp kia. Nó tự nhiên nó tạo thành một cái rào cản tâm lý cho các thành phần kinh tế. Người ta không muốn phát triển nữa. Thì đấy cũng là một trong những cái mà mình nhìn thấy rõ ràng. Và nếu như mà mình muốn trở nên một cái gì đó nó thành công trong tương lai, thì trước hết là chúng ta có dám nhìn thẳng vào sự thật, và chúng ta có dám thay đổi chính bản thân mình, thay đổi từ tư duy đấy, cho đến hành động.
thì đấy mới là cơ hội thực sự để cho chúng ta phát triển. Tôi nghĩ thế này, ước mơ thì ai cũng có quyền ước mơ, khát khao rất cần, khát vọng rất cần. Ngay cả cái tiêu chí của Việt Nam 2035 đó chúng tôi cũng chỉ đặt là khát vọng Việt Nam 2035. Cái mà trở thành một nước thu nhập trung bình ở ngưỡng cao cũng vẫn đang là khát vọng. Chứ chưa phải là chúng tôi đã dám coi, đấy là hiện thực, báo cáo đó được thực hiện, coi như là tạm chia nó làm hai cái phần 10 năm, hai giai đoạn 10 năm. Thì ít nhất trong 10 năm đầu, từ 2015 đến 2025, Việt Nam phải có được những thay đổi một cách cơ bản về thể chế, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đầy đủ và thực sự như các nền kinh tế thị trường khác. Đừng vương vấn mãi nữa về vai trò quá lớn của kinh tế nhà nước. Tôi không đồng ý với một ý Tùng vừa nói là tư nhân hay nhà nước không thành vấn đề, chủ yếu là thể chế. Thể chế nó phải minh bạch. Chứ nếu thể chế lúc nào cũng chỉ ủng hộ cho nhà nước, muốn nhà nước thâu tóm hết tất cả các quyền lực kinh tế vào tay mình, không để cho tư nhân phát triển, không để xã hội phát triển, thì nền kinh tế không thể nào vượt lên được đâu. Thể chế tốt phải là thể chế tạo cho tất cả các công dân phát huy được khả năng của mình. Như phương châm mà của UN, của Liên Hợp Quốc đã đưa ra đấy, không để ai bị rơi lại đằng sau. Mà Thủ tướng chúng ta cũng đã nhiều lần nhắc lại như vậy, trong phát triển đừng để ai bị rơi lại đằng sau. Nhưng mà nếu mà không có một thể chế tốt thì sẽ có đa số bị rơi lại đằng sau, chỉ có một số ít là giàu có lên được. Cái đó thì nó sẽ rất tệ hại. Nên cái yêu cầu về phát triển nó toàn diện là như vậy. Trong báo cáo 2035 có đưa ra tất cả như vậy, điểm lại cụ thể là 189 khuyến nghị khác nhau đối với chị. 189 khuyến nghị để thực hiện 6 lĩnh vực chuyển đổi mà có thể tạo cho Việt Nam khả năng trở thành một nước thu nhập trung bình cao vào năm 2035. Đến bây giờ chúng tôi vẫn đang theo dõi và định kỳ 3 tháng, 6 tháng một lần điểm lại xem trong số 189 khuyến nghị đó, những cái gì đã được đưa vào, cái gì chưa, cái gì mới đưa vào trên văn bản mà chưa đi vào cuộc sống thực sự. Thì nói thật cho đến nay đã có một kết quả như nào chưa? Cái số đi vào cuộc sống thực sự còn ít lắm. Có những cái thì có chuyển động, ví dụ như cải thiện môi trường kinh doanh. Cái đó là cố gắng rất rõ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và chính phủ của ông. Từ khi ông lên thực hiện từ năm 2016-2017 thì liên tục có những cố gắng trong thể hiện qua nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh. Làm được một số việc. Nhưng đến bây giờ chính phủ vẫn đang phải chiến đấu với chính bộ máy của mình về việc đặt ra quá nhiều điều kiện kinh doanh làm cho doanh nghiệp bị cản trở, không thể phát triển được. Mà cái tâm lý như Tùng nói là người dân không muốn hoặc e ngại, thì tâm lý đó nó từ thực tiễn chúng ta thực hiện mà nó tạo ra. Chứ tại sao lại tạo ra một tâm lý tiêu cực xấu như vậy trong xã hội, bi quan như vậy trong xã hội? Cái đó là lỗi của nhà nước. Nên cái điều mà ban nãy Phương Chi có nhắc đến là giữa cái khác nhau giữa anh Trần Đình Thiên với anh Lê Xuân Nghĩa thì tôi nghĩ cả hai anh đều đúng. Anh Trần Đình Thiên nói về cái khía cạnh động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế là ai? Thì là kinh tế tư nhân, khẳng định như vậy, chứ không phải kinh tế nhà nước. Không, kinh tế nhà nước không thể là động lực chính, động lực quan trọng để mà thúc đẩy đất nước phát triển lên được. Nhưng còn ai phải là cái người dẫn dắt cuộc phát triển và ai phải thay đổi đầu tiên thì là nhà nước. Anh Lê Xuân Nghĩa, tôi hiểu anh nói là nhà nước chứ không phải kinh tế nhà nước. Dẫn dắt nhà nước là đúng. Vì nhà nước không thay đổi thì kinh tế tư nhân không có cửa để phát triển được lên. Mà chúng ta thấy gần đây có một số doanh nghiệp tương đối thành công, họ lại bán tài sản của họ và họ chuyển ra nước ngoài. Vâng. Ông Quân nghĩ thế nào? Tôi cũng rất tán thành những cái quan điểm của bà Chi Lan. Bởi vì kinh tế tư nhân cần có một cái môi trường kinh doanh, một cái môi trường phát triển nó phù hợp. Và nhà nước phải tháo gỡ những cái ràng buộc về mặt thể chế để cho họ phát triển. Nói rộng ra hơn, bây giờ chúng ta cải cách, gọi là cải cách thể chế, nhưng mà chúng ta vẫn không làm một cách thật là quyết liệt. Tôi nói đơn giản một cái ví dụ như chúng ta kêu gọi là cải cách hành chính hoặc là giao quyền tự chủ cho các cái đơn vị sự nghiệp. Thế nhưng mà trên thực tế thì chúng ta làm rất là hình thức và nó không đi vào thực chất. Bây giờ nếu như chúng ta làm tinh giản biên chế mà cứ theo kiểu cơ học, tức là cứ mỗi một cơ quan phải giảm bao nhiêu người, trong khi xã hội đang phát triển, cái trình độ quản lý chúng ta lại có hạn, mà chúng ta lại còn tinh giản biên chế nữa, tôi cho rằng công là nghệ chưa chúng có. Ta không quản lý nổi một cái xã hội phát triển như thế này. Hoặc là đối với các đơn vị sự nghiệp, chúng ta cứ nói là giao quyền tự chủ cho họ, nhưng mà trên thực tế họ chẳng có quyền tự chủ thật sự.
Nếu như là người đứng đầu của họ vẫn phải do cấp trên bổ nhiệm, vẫn phải theo những cái quy trình như là một cơ quan quản lý nhà nước. Thế rồi tài chính họ lại vẫn bị kiểm soát đến mức là không còn tự chủ. Rồi biên chế họ vẫn bị hạn chế, trong khi chúng ta muốn là chất lượng giáo dục tăng cao chẳng hạn, thì làm sao để số giáo viên phải được tăng lên để tỷ lệ học sinh với giáo viên ở cái mức mà hợp lý, không được như các nước phát triển thì cũng được như các nước mà tiên tiến khác. Bây giờ một thầy giáo đại học mà phải đào tạo khoảng 100 đến 200 sinh viên thì tôi cho là làm sao có chất lượng được, trong khi là lẽ ra thầy giáo ấy chỉ có thể đứng lớp một cái số giờ nhất định, còn dành thời gian cho nghiên cứu khoa học, dành thời gian cho hướng dẫn nghiên cứu sinh, dành thời gian cho những cái công việc khác. Thế nhưng mà do là cái mức sống của họ quá thấp, phải tuyển sinh thật nhiều để có cái nguồn thu bù đắp lại cái thu nhập, thế rồi là tăng cường cơ sở vật chất. Mà như thế thì chắc chắn là chất lượng không thể nào mà đáp ứng được cái nhu cầu phát triển hiện nay. Hoặc là đối với xã hội, bây giờ tôi nói một cái ví dụ như là Uber hay là Grab, nếu chúng ta vẫn không tìm ra cách quản lý, thậm chí là cũng có nhà quản lý đã nói rằng nếu chúng ta cứ như thế này thì chắc là chúng ta phải dừng thí điểm, thậm chí là cấm. Thì tôi cho đấy là một cái suy nghĩ rất là không phù hợp, cho đi ngược lại xu hướng thế giới. Chúng ta phải làm sao để Uber, Grab có thể phát triển được mà ta quản lý được. Đồng thời những hãng taxi truyền thống cũng phải theo cái gương của Uber, Grab thay đổi để mà phát triển. Họ phải phát triển bằng công nghệ để làm sao nâng cao hiệu quả của nền kinh tế. Thực ra Uber, Grab nó là mô hình của nền kinh tế chia sẻ. Đấy là chúng ta tối ưu hóa cái thời gian sử dụng cái cơ sở vật chất, nguồn đầu tư xã hội. Một người có một cái ô tô, nếu chỉ có một mình đi làm hay đi chơi thì nó rất lãng phí. Thế nhưng mà nếu như có Uber, người ta có thể tận dụng cái xe của họ trên cái hành trình mà họ đang đi để cho người khác có thể dùng chung và người ta có thêm thu nhập. Tất nhiên là chúng ta phải quản lý họ bằng cách là phải kiểm soát được thu nhập của họ, rồi kiểm soát được thuế, rồi họ phải tuân thủ những quy định của giao thông, của những cái ngành quản lý về vận tải. Thế nhưng mà nếu chúng ta không tìm cách quản lý mà chúng ta lại nghĩ rằng là không quản lý được thì cấm, thì đấy là một tư duy rất lỗi thời. Và kinh tế thị trường thì chắc nó không chấp nhận những cái tư duy như vậy. Vì thế mà đối với khoa học công nghệ hay là toàn nền kinh tế nói chung, thì tôi cho là chúng ta phải thực hiện cái thể chế kinh tế thị trường một cách đầy đủ. Tất nhiên là có những cái đặc thù, nhưng mà đừng để cái đặc thù nó lấn át những cái thông lệ. Và chúng ta học tập kinh nghiệm của các nước một cách là thật là đến nơi đến chốn. Và chỉ có như thế thì chúng ta mới thực hiện cái khát vọng của mình. Tôi tin là Hàn Quốc khi đặt ra vấn đề trở thành một nước công nghiệp, họ cũng là khát vọng. Nhưng họ biết cách, họ vượt qua được những cái trở ngại để biến một nước nghèo bị tàn phá sau chiến tranh trở thành một con rồng, con hổ. Và cái tốc độ phát triển của họ làm kinh ngạc ngay cả những nhà kinh tế bình thường. Chúng ta cũng không thể hình dung được là họ có thể tăng trưởng, họ có thể phát triển với một cái tốc độ như vậy. Thế thì chúng ta phải tìm xem là cái bí quyết của họ là gì. Riêng trong khoa học công nghệ thì chúng tôi cũng có thể thấy là có thể học tập được họ rất nhiều vấn đề. Nhưng mà nếu chúng ta không cải cách thể chế thì mọi bài học kinh nghiệm của chúng ta cũng chỉ nằm trên giấy mà thôi. Chúng ta cũng không thể áp dụng ngay cả những bài học rất là hữu hiệu, rất là khả thi mà rất hữu ích đối với chúng ta. Chỉ có cải cách thể chế tạo điều kiện, tạo hành lang pháp lý, tạo môi trường thuận lợi thì những bài học kinh nghiệm ấy chúng ta mới có thể áp dụng được. Trong số đối thoại trước, các khách mời còn nói về câu chuyện U23 Việt Nam và còn nói rằng là chúng ta hoàn toàn có thể làm được nếu mà chúng ta có thể làm nên những kỳ tích. Nhưng mà chúng ta tất nhiên quyết tâm là một chuyện, chúng ta phải chọn con đường đi, chúng ta phải thực hiện rất rất là nhiều việc Thì có lẽ là với cái chủ đề này thì tôi nghĩ là có vô số các vấn đề chúng tôi lại phải tiếp tục bàn luận ở các số sau nữa. Tuy nhiên là trước khi mà kết thúc chương trình thì chúng tôi cũng rất là mong các khách mời có một cái kết luận hoặc một cái câu chia sẻ gửi gắm ngắn gọn liên quan đến chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, liên quan đến câu chuyện là chúng ta hóa hổ và chúng ta hóa hổ bằng cách nào, như thế nào. Thì trước là xin mấy ý kiến chia sẻ của bà Lan để kết thúc chương trình ạ. Tôi vẫn thực sự mong muốn là chúng ta cứ bàn tiếp với nhau vấn đề này đi, đưa ra nó thành một cái cách brainstorming, trao đổi rộng rãi kể cả trong xã hội, trong các tầng lớp khác nhau. Và nhất là rất nên khuyến khích những người trẻ họ tham gia vào. Tương lai của đất nước là nằm trong tay những người trẻ.
những người lớn tuổi cũng không nên là ngồi quá nghĩ quá nhiều cho họ, mà rồi cứ nghĩ là chỉ có mình mới đủ kinh nghiệm để dẫn dắt họ đi, mà cứ phải có mình dẫn đường thì người ta mới đi được, nếu không thì người ta không biết đằng nào mà đi. Lứa trẻ bây giờ người ta giỏi giang, thông minh lắm. Đi theo cách của họ. Người ta tiếp cận, người ta học hỏi được, người ta tiếp cận được với những cái mới thông qua công nghệ thông tin, thông qua biết bao nhiêu giao lưu quốc tế cũng như giao lưu ở ngay trong nước. Những cộng đồng mạng hiện nay chẳng hạn, có những cộng đồng mạng trẻ hết sức đáng yêu bởi vì họ làm việc quá giỏi mà họ tạo thành cả một cái trào lưu của xã hội, hỗ trợ lẫn nhau, giúp lẫn nhau, hay ví dụ như cùng nhau đi theo hướng sản xuất sạch chẳng hạn, chia sẻ với nhau các sản phẩm, động thực phẩm sạch bình thường thôi trong xã hội để cho mọi người cùng được hưởng. Và như vậy đấy là cái cách để họ trực tiếp, họ từ đó mà họ tạo ra thị trường cho nông dân, họ tạo ra niềm tin cho những người sản xuất nhỏ là đi cùng với họ để đưa ra sản phẩm ra xã hội chẳng hạn. Thì có biết bao nhiêu sáng kiến hay trong cộng đồng trẻ, nhưng mà chúng ta phải tạo điều kiện cho cộng đồng trẻ đó tham gia và lên tiếng nhiều hơn. Việt Nam liệu có hóa hổ hay không nằm trong tay ai? Nếu mà tính về các lứa tuổi thì lứa tuổi nào sẽ là lứa tuổi quyết định nhất và có thể đưa đất nước đi lên? Tôi thì tôi nghĩ là lứa trẻ, lứa của con tôi, cháu tôi, chứ không, dứt khoát không phải là lứa của tôi rồi. Thế cái đó là điều mình khẳng định như vậy, để khi mà mình thấy cái gì mình có thể như những người lớn tuổi như tôi là có thể được, thì mình đóng góp ý kiến thêm, mình chia sẻ những cái gì mình đã biết và chia sẻ bài học cho họ về kinh nghiệm, cả những cái thành công cũng như cái thất bại mà Việt Nam đã từng trải qua, để tránh đừng để cho những lứa sau bị chịu những cái thất bại tương tự hoặc là lại mắc lại những cái sai lầm tương tự mà những thế hệ trước đã gặp phải chẳng hạn. Thì tôi nghĩ cái điều đó rất quan trọng. Và cái niềm tin của tôi về tương lai của Việt Nam hóa hổ, tôi không dám nói là vào năm nào, nhưng tôi tin là niềm tin đó, tôi tin là khát vọng đó thực hiện được, và thực hiện được do những người trẻ, nằm trong tay những người trẻ. Và những người trẻ đó, khi mà để cho họ có đầy đủ khả năng, đầy đủ cái quyền tham gia vào sự phát triển của đất nước, kể cả hoạch định chính sách, kể cả thiết kế thể chế, tạo sự thay đổi trong thể chế, là những người, thí dụ như đã vào nhà nước thì là vào theo kiểu là chức nghiệp thực tài, có tài làm đúng lĩnh vực đó thì vào, chứ không phải là bỏ một đống tiền ra để vào, hay là con ông nọ cháu ông kia mà vào. Thì những người đó họ sẽ làm nên chuyện, họ sẽ tạo được cho đất nước sự phát triển. Vâng ạ, xin cảm ơn bà Lan. Xin mời ý kiến của ông Tùng ạ. Thật ra thì đúng là khát vọng thì ai cũng có, và nhất là một quốc gia thì càng phải có khát vọng, và khát vọng càng lớn bao nhiêu thì động lực càng lớn bấy nhiêu. Và tôi rất là đồng tình với ý kiến của bà Lan, đó chính là chúng ta phải dành nhiều cái điều kiện tốt nhất, đặc biệt là điều kiện về giáo dục. Cái năng lực hưởng thụ của họ cũng phải được tốt hơn. Đặc biệt là những cái chiến lược rất là rõ ràng trong việc đầu tư vào công nghệ, để làm sao để người trẻ tiệm cận được với cái nền tảng khoa học công nghệ của thế giới. Và từ đó họ phát huy chính cái trí tuệ của mình, chính cái cơ hội của mình. Cộng với những cái yếu tố khách quan khác như là thể chế, như là minh bạch, rồi như là công bằng vân vân. Thì tôi nghĩ là Việt Nam cũng có thể tiệm cận được với một mục tiêu nhất định nào đó. Có điều là nó xa hay gần, hoặc là nó nhanh hay là chậm, thì nó hoàn toàn dựa trên chính cái tư duy đổi mới từ cái cấp lãnh đạo cao nhất cho đến những cái lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thì bởi vì doanh nghiệp nó chính là động lực mà. Doanh nghiệp, cho dù là doanh nghiệp nhỏ hay là doanh nghiệp lớn, thì đều có những cái mục tiêu và khát vọng của họ. Và nếu như cái mục tiêu khát vọng của họ nó trùng lập với cái mục tiêu khát vọng của quốc gia, thì cái yếu tố thành công nó rất là lớn. Vâng ạ. Xin cảm ơn ông Tùng. Xin mời ý kiến của ông Quân ạ. Vâng, tôi thì vẫn có một chút bệnh nghề nghiệp. Tôi vẫn thiên về khoa học công nghệ. Tất nhiên là nó sẽ có cái giao thoa với những ý tưởng của bà Lan hoặc là của ông Tùng. Bởi vì khoa học công nghệ thì nó không chỉ là vấn đề là công nghệ, nó còn là vấn đề quản lý, vấn đề con người. Thế thì nếu như là chúng ta có khát vọng rồi và chúng ta biết đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ của một quốc gia, tôi rất là ủng hộ ý kiến của bà Lan về việc là chúng ta trông đợi vào những người trẻ. Những người trẻ của chúng ta có thể nói tôi đánh giá là rất giỏi. Tôi ra nước ngoài rất nhiều và tôi thấy ở bất kể trường đại học nào thì sinh viên Việt Nam của chúng ta cũng nằm trong top đầu cả. Điều đó chứng tỏ là giới trẻ của chúng ta rất giỏi. Và nếu như là họ được trao những cái cơ hội, được trao những cái quyền nhất định, thì tôi tin là họ sẽ làm nên những cái mà chúng ta còn đang khát vọng. Và có thể nói thêm một chút là
đối với khoa học công nghệ thì chúng ta đừng đừng nói nhiều quá đến 4.0. Tôi cho là cái tư duy của những người làm lãnh đạo quản lý đã tiếp cận với 4.0 chưa mới là quan trọng. Bởi cái đó, nếu như những người làm lãnh đạo quản lý mà chưa có cái tư duy của 4.0 thì đừng nói gì đến những cái lĩnh vực công nghệ hay là công nghiệp của chúng ta có bước chân vào 4.0 được hay không. Đầu tiên là đổi mới về tư duy, sau đấy là đào tạo nguồn nhân lực cho nó tốt, đổi mới thể chế cho nó tốt, thì chúng ta sẽ đưa khoa học công nghệ vào một cách thuận lợi nhất và nó tạo ra cái sức bật hay là sự đột phá của nền kinh tế. Và lúc đó khát vọng chúng ta sẽ trở thành hiện thực. Vâng ạ. Xin cảm ơn ba vị khách mời ạ. Thưa các khách mời, có khát vọng, có mục tiêu, tất nhiên là chúng ta đều thấy rất đáng trân trọng rồi. Tuy nhiên là nhanh hay gần, xa hay chậm và có đạt được như chúng ta kỳ vọng hay không thì lại là cả một câu chuyện khác. Và đó chính là lý do tại sao chúng tôi thường xuyên mời các khách mời lên trường quay để đối thoại để bàn về việc là làm cách nào mà chúng ta có thể đạt được. Với cái chủ đề như ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn các khách mời đã chia sẻ với chúng tôi về cái cách thức để biến những cái tư duy có thể thành hiện thực được. Chúng tôi rất là cảm ơn ba vị khách mời và chúng tôi hy vọng là chúng tôi sẽ tiếp tục được đồng hành cùng các khách mời trong các số đối thoại tiếp theo, và chắc chắn là chúng tôi sẽ cùng các khách mời của các số tiếp theo nữa bàn kỹ về chủ đề mà chúng ta lựa chọn ngày hôm nay, câu chuyện về thể chế, câu chuyện về công nghệ, câu chuyện về nguồn nhân lực, và đó thực sự là những cái mục tiêu mấu chốt để chúng ta có thể đạt được cái con đường hóa hổ của chúng ta trong năm tiếp theo ạ. Và chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời và xin chúc các khách mời có nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành với chương trình đối thoại ạ. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VTV www.vtv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo ạ.